Xin chào quý khán giả, em là Trang Mút Miếp. Em 18 tuổi, đến từ Kon Tum. Em rất vui khi mà được đồng hành của anh Phú trong clip hôm nay. Nằm cạnh rồi mong mong bớt chưa trang. Trước giờ em không ngờ luôn. Ai? Yes. Hey, các bạn có nhớ đây là ai không? Đây là Trang Mút Miếp, cô nàng có vòng ba 1m7. Đâu, em xoay cái coi cho khán giả dễ nhớ coi. Đó, cảm ơn em. Các bạn thân mến, hiện nay Trang đang lưu lại Độc Lạ Bình Dương 1 tháng để chờ phẫu thuật. Nhưng mà clip này Phú xin bật mí một điều hết sức là mới mẻ. Đó là Trang đang được rất nhiều đàn ông săn đón. Ủa cái gì? Em được nhiều nhắn tin lắm hả Trang? Em cũng không biết nữa, tại em thấy người ta nhắn tin em quá trời. Đâu đâu anh xem nào. Nhưng mà làm sao người ta biết mà nhắn tin cho em được? Dạ tại vừa rồi em có bình luận trên kênh Độc Lạ Bình Dương ấy ạ. Ồ để anh xem thử nha. Ồ gì đâu mà anh thích em. À gì mà anh thích em gì tùm lum hết đây. Ồ sao toàn là mấy anh to khủng này. Em không biết. Có mấy anh châu Phi nữa này. Em không biết. Toàn là châu Phi không à? À không. Kích chuồng cái coi đi. Ôi chà. Bây giờ anh châu Phi đó nhắn. Có mấy anh châu Phi nữa nè. Ôi trời mấy cái này em có bất ngờ không Trang? Dạ, trước, dạ em không ngờ luôn ạ. Trước giờ có ai nhắn tin em vậy không? Dạ không. Trước giờ em không ngờ luôn. Ai? Yes. Dạ trước giờ em tưởng người ta chê. Em trốn tránh, em không ngờ bây giờ người ta lại nhắn tin em nhiều vậy ạ. Sau khi lên sóng của Độc Lạ Bình Dương á thì em Trang này thì được rất nhiều người đàn ông từ Việt Nam đến quốc tế và cả những anh mà châu Phi nữa gọi cho Trang. Nghe nói là nửa đêm mà họ còn gọi cho em nữa hả Trang? Dạ, mà em không dám nghe máy ạ. Ủa Trang vậy em thích trai Việt Nam hay là trai châu Phi? Dạ trai Việt ạ. Trai Việt à. Ở công ty của anh á, có bạn Khánh Lỏng Lẻo nè, em xem thử được không? Khánh gì ạ? Khánh Lỏng Lẻo em. Sao lại là Khánh Lỏng Lẻo ạ? Cái này anh Phú đặt cho anh, anh cũng không biết nữa. Cái nhà các bạn thấy bạn Khánh đó có lỏng lẻo không cả nhà nó? Chân thẳng lắm á. Trang em thấy bạn Khánh lỏng lẻo như thế nào Trang? Dạ giờ em ưu tiên việc phẫu thuật trước đã rồi chuyện tình cảm em tính sau ạ. Rồi ok em. Ở công ty thì cũng có mọi người, nếu mà em cần đi đâu cứ nói anh sẽ chắc em đi chơi. Dạ cảm ơn anh. Rồi cảm ơn em. Chúc em phẫu thuật thành công nha. Dạ. Cà phê cà pháo gì cứ kêu Khánh nghe Trang nghe sao đâu. Kính thưa các bạn, thì sau khi Trang lên sóng Độc Lạ Bình Dương á thì có rất là nhiều cô chú trên khắp đất nước là yêu quý Trang. Nào là người gửi quần áo về cho Trang nè. Hiện nay là Trang có rất là nhiều quần và áo mặc đúng cỡ của mình. Ngoài ra thì còn có nhiều cô chú là cho lời khuyên rằng á là Trang không cần phẫu thuật, không cần phải cắt để đau đớn rồi phải có để lại sẹo, mà các chú cô chú đó còn gửi rất là nhiều cái phương pháp. Như là ngày hôm qua có một chị khán giả của Độc Lạ Bình Dương á có gửi cho Trang nguyên cái thùng, một thùng muối luôn đó, nguyên thùng muối ngoài sau lưng Vinh nè. Hồi xưa giờ cái muối này chỉ được dùng để giảm mỡ ở vùng bụng thôi chứ chưa bao giờ mà có thể giảm ở vùng mông, cho nên là cô chủ cũng không biết được là tác dụng của muối này đối với Trang như thế nào. Trang ơi, ngày hôm qua là có cái anh nó vào á rồi ảnh hướng dẫn mình sử dụng sao ha? Dạ đổ vô son nấu tầm 3-4 phút rồi. Đổ vô, đổ mình đổ cái này vô hả? Dạ. Cái nhà ơi, là ngày hôm qua có một khán giả mà gửi muối cho Trang á là rất là chu đáo nha, là chuẩn bị luôn cả son này, rồi trong son thì có cả khăn, rồi có cả ga nữa và có đồ mút nữa, rất là chu đáo để cho Trang có thể sử dụng cái phương pháp này. Ủa Trang sao cái muối nó đen thui vậy Trang hả? Cái đó em không biết ạ. Không biết ạ? Dạ. Cho em coi thử chút lên Vinh. Sao đen vậy luôn? Dạ thì em có tìm hiểu trên mạng á thì nói là cái này mình đắp á, muối, độ nóng trong muối cộng với là thảo dược trong muối á. Khi mà cái sức nóng của nó thì sẽ giúp cho cái phần mỡ nó được tan theo cái mồ hôi lên Vinh. Ồ vậy à? Dạ. Hay vậy. Bây giờ anh em mình á là đắp thử cho Trang nha. Dạ. Nhưng mà người bình thường là dùng bao nhiêu bịch? Dạ bữa qua em có nghe nói là anh đó nói một bịch thôi Vinh. Một bịch thôi hả? Nhưng mà Trang thì dùng bao nhiêu bịch? Trường hợp của Trang đặc biệt hơn là 8 bịch. 8 bịch? Dạ. Ôi trời, 8 bịch muối như thế này. Các bạn thân mến, không biết cái phương pháp này có hiệu quả hay không, nhưng mà nghe nói nó lành tính, nên là nhóm Phú thử một lần thử.
Rồi bây giờ tất cả mọi thành viên trong công ty đều đóng góp vào sự nghiệp là giảm mông cho em Trang. Rồi bây giờ Khui đây mình bắt đầu là sẽ đun muối nha các bạn. Người bình thường thì chỉ có một bịch thôi, nhưng mà Trang thì 8 bịch. Đó. Nhắc lại là người bình thường á, thường á người ta mà đắp mà để giảm mỡ bụng á là đắp một bịch thôi. Riêng em Trang là sẽ đắp tới là 8 bịch, một ngày là đắp 16 bịch. Đó. Nên là gửi đủ 16 bịch không? À, trong này có thùng 24 bịch lận. Ờ vậy hả? Vậy đắp thoải mái. Mà đắp xong nó nguội là đắp tiếp đúng không? Chứ đâu có bỏ muối đi đúng không? Đúng rồi. Ôi giời, cái này nó thơm lắm các bạn. Ở đây là có cái gì? Ở đây là cái gì? Cây. Lá cây hả? Yeah. Biết là lá cây rồi nhưng mà cây gì chứ. Thơm ghê không? Cái này như muốn ăn luôn ha. À, bây giờ mà rải lên người em Trang xong rồi ăn luôn cũng được ha. Vậy hả? À, bây giờ đây là mình làm một món là Trang ướp muối. Rồi ok rồi. Bây giờ mình sẽ đem cái này vào mình cho nó nóng lên. Bây giờ thì Vinh sẽ thực hiện công đoạn là cho cái muối này nó nóng lên. Để có thể sau này Trang nó giảm được cái gì thì nó cũng nhớ công anh Vinh làm muối cho nó. Thôi thì hai anh em mình cố gắng cái phương pháp này thử thôi Trang ạ. Thử nó được nhiều thì được, không được thì cũng sao. Hy vọng ông trời ông thương không cho giảm một lạng mông. Hy vọng mấy bữa là mình 102kg ha. Hy vọng mình giảm được 20kg là được rồi. Mình chờ cái này chắc cho nó nóng lên rồi mình bắt đầu mình đắp vào cho nha. Đây. Đây các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa muối vô. Một túi muối như thế này là một túi thương đó nha. Đây là tình cảm của khán giả Độc Lạ Bình Dương nha em. Đó. Nên là em phải siêng năng đắp nha. Mà thôi cứ đắp thử một hai ngày xem thử tình hình thế nào đó chứ đâu có biết nó có hiệu quả hoặc nó như thế nào đâu mà siêng. Siêng xong nó có lột ra hơn nguyên cái bông. Đúng rồi. Nóng, nếu mà nóng quá thì nó lại bị phỏng đó. Rồi. Để anh múc cho em nha. Khi mà em cái người em trở nên đẹp rồi là em đừng có quên công mấy người hôm nay là làm cho em nha. Ok các bạn, 8 bịch muối thảo dược đã đóng gói xong rồi. Giờ Trang nằm úp xuống. Khánh, này đây. Úp xuống. Khánh, lấy muối này úp lên. Rồi. Rồi. Nóng quá không? Được á. Đắp. Đắp sao đi anh? Đắp kín hết cho anh. Rồi. Cái chỗ nào nhô lên là đắp xuống. Một nè. Đắp nhẹ nhẹ thôi. Nóng mà sao mày đắp gì mạnh như con người ta phỏng mông sao. Một nhẹ nhẹ lên. Cái nóng không Trang ơi? Nóng. Nóng không? Dạ. Đó. Sau này á mà đẹp rồi nhớ cái công của anh Khánh nha. Khánh lỏng lẻo nha. Bịch thứ mấy rồi Khánh? Bịch thứ 7 anh ơi. Bịch thứ 7 rồi hả? Đây là bịch thứ 8 rồi anh Phú ơi. Không biết thì chắc là bịch thứ 8 mình là đủ với phòng 3 của em Trang rồi đó. Có nóng không Trang ơi? Dạ nóng. Nóng hả? Rồi để chờ xí tinh thổi cho em nha. Rồi em nằm ở đây là anh hát cho em nghe cho em bớt nóng nha. Dạ anh hát đi. Trang ơi, Trang ngủ cho ngoan. Để em anh đi chợ anh. Thằng Khánh này nó hát không biết hát gì đi anh hát rồi. Rồi. Gió mùa thu anh ru mà Trang ngủ nằm cạnh rồi mong mỏng bớt chưa Trang. Hay không? Dạ, hay. Hay không? Hay. Hay hả? À? Rồi cứ nằm đó nha. Rồi các bạn, giờ Trang sẽ nằm úp từ đây miết tới sáng rồi sau đó
anh Khánh như vậy. Anh Khánh sẽ tiếp tục là bỏ muối vô nấu cho Trang đắp tiếp hay sao? Cái lịch đắp muối của em là sao? 15 phút thôi. Hả? Đắp 15 phút thôi mà. À, có 15 phút thôi hả? Dạ. À, vậy cũng được. Rồi cứ nghỉ ngơi khỏe nha. Kính thưa các bạn, thì theo dự kiến thì khoảng một tháng nữa là Trang sẽ nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và tiến hành phẫu thuật. Do cái khối lượng mà bỏ đi quá lớn nên là bác sĩ tiên đoán là sẽ phẫu thuật 4 đợt, mỗi đợt kéo dài 1 đến 2 tháng tính luôn cả cái thời gian nghỉ ngơi á. Như vậy là nếu mà đúng lịch trình ấy thì mất đến khoảng 7-8 tháng để cho Trang có một cái vòng ba bình thường như mọi người. Đó, một hành trình như vậy nó kéo dài rất là gian nan và có thể là khó khăn cho Trang đó. Nên là Phú hy vọng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ tinh thần, đồng hành cùng Trang, tiếp thêm năng lượng vui vẻ cho Trang. Kính thưa các bạn, Trang có ngỏ lời với Phú là Trang muốn là sau cái kỳ mà phẫu thuật á, Trang sẽ ở lại Độc Lạ Bình Dương để làm việc. Thì bây giờ mình sẽ trò chuyện với Trang xíu nha. Trang ơi, em ra đây. Có chính xác là em muốn ở lại Độc Lạ Bình Dương để làm không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nói trước á, làm ở Độc Lạ Bình Dương là vui thì có vui nhưng mà cũng hơi vất vả đó. Là em phải chịu khó tập luyện các kỹ năng. Chịu không? Dạ chịu. Rồi. Thì đi theo anh á, một trong những cái kỹ năng mà cần tập luyện á là kỹ năng nói chuyện trước ống kính. Đó. Bây giờ nha, anh thị phạm một lần nha, anh làm mẫu một lần, rồi em làm theo thử, anh coi thử em như thế nào đó. Em cứ đừng áp lực, đừng áp lực, anh sẽ uốn nắn dần dần ha. Đứng trước ống kính nha, thì mình phải bình tĩnh. Nhìn cái ống kính á, giống như là bạn của mình nhé. Nhìn ống kính giống như là người yêu của mình cũng được. Đó, nè mấy em. Xin chào bạn, mình là Trang Múp Míp. Mình rất là vui khi được đồng hành với anh Phú trong clip hôm nay. Đó, ví dụ giới thiệu vậy thì em làm thử coi. Hả? Là luôn nha. Nhìn thẳng vô kính nè. Xin chào quý khán giả. Ờ đúng rồi, cũng được nha. Tùy em nè, nhìn thẳng ống kính, thấy ống kính thấy có lỗ đó không? Dạ. À, giống như là con mắt của người em yêu vậy ha. Con mắt của người đồng bào Sudan á ha. Rồi nhìn đó. 1 2 3. Action. Xin chào quý khán giả. Em là Trang Múp Míp. Em 18 tuổi đến từ Kon Tum ạ. Rất vui. Em rất vui khi được đồng hành cùng anh Phú. Nè, không phải là em rất vui khi được đồng hành cùng anh Phú. Đồng hành cùng Phú sao có la lưỡi. Em nếu mà nhà em nói em rất là vui. À, vui thì mình phải thể hiện cái nụ cười chứ. Em rất là vui khi mà đồng hành với anh Phú trong clip hôm nay. Đó, em làm lại ha. Em làm như vậy là có tiến bộ đó. Ừ, làm lại làm ok luôn á. 1, 2, 3, action. Xin chào quý khán giả, em là Trang Múp Míp. Em 18 tuổi, em đến từ Kon Tum. Em rất là vui khi mà được đồng hành với anh Phú trong clip hôm nay. 2, 3. Đọc lại từ đầu. Ok. Xin chào quý khán giả, em là Trang Múp Míp. Em 18 tuổi, đến từ Kon Tum. Em rất vui khi mà được đồng hành của anh Phú trong clip hôm nay ạ. Ok, hay đó. Lần đầu tiên mà em nói được như vậy là anh đánh giá rất là cao cái tiềm năng của em á. Cái clip đầu tiên mà Phú mà quay mà post lên Độc Lạ Bình Dương các bạn, để giới thiệu về kênh Độc Lạ Bình Dương á, clip đó Phú thực hiện cách đây 5 năm. Chỉ có 2 phút thôi mà Phú phải tập đi tập lại nói tới hàng ngàn lần đó, nguyên cả một ngày luôn, chỉ để tập nói trong post lên trong vòng 2 phút. Thì nói như vậy để cho các bạn thấy là cái việc mà nói trước ống kính nó rất là khó khăn. Mà Trang mới tập có 1-2 lần mà Phú thấy cũng nhuyễn, cũng hay á. Thì em có một cái khuôn mặt đẹp nè, một cái nụ cười rất là phúc hậu. Em phải tận dụng điều đó ha. Mình nói rồi mình cười nhẹ, mình là con gái mà ha. Rồi bây giờ muốn dẫn chương trình ngoài cái nói ra thì mình còn phải có một cái chất giọng đẹp, rồi có ngôn từ đẹp nữa. Cái điều đó nó đến từ nhiều cách, nhưng mà một trong những cách mà dễ nhất á, là đọc sách. Đó, là em phải đọc sách thường lên nha. Giờ anh ở đây có rất là nhiều sách. Anh sẽ chọn ra một quyển sách thử cho em đọc ha. Anh thấy cái này Trang, quá trời sách hay nè. Như anh thấy Kinh Dịch Đạo của Người Quân Tử nè,
hoặc là Einstein thiên tài thuyết tương đối, nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới. Em biết không, đây là cái kệ sách mà anh Phú anh sưu tầm, gọi là những cái đầu sách mà vĩ đại của thế giới, của nhân loại. Anh đã mang gọi là kiến thức cả nhân loại về tủ sách của nhà mình. Đó là ước mơ của anh Phú. À, anh tặng em cái quyển sách nhỏ này nha. Ở trong đây thì nó có 10 tờ kinh. Thì hiện nay á, mỗi buổi sáng anh đều đọc một tờ kinh. Thì cái đọc như vậy á, nó vừa giúp cho cái ngôn ngữ mình nó phong phú lên, mà hai nữa là cái chất giọng mình á, nó cũng tốt hơn nữa. Bây giờ anh sẽ đọc mẫu một vài dòng nha, em đọc lại xem thử như thế nào ha. Rồi. Hãy nhớ điều quan trọng, cái khác biệt duy nhất của người thành công và kẻ thất bại là sự khác biệt trong những thói quen của họ. Những thói quen tốt là chìa khóa của mọi thành công, những thói quen xấu là cánh cửa đóng kín của thất bại. Ha, tức là cái người thành công và người khác biệt á, cái người thành công và người thất bại là khác nhau duy nhất là thói quen thôi. Thói quen tốt thì thành công, thói quen xấu thì thất bại. Đâu cô nương thử đọc cho ta nghe. Hãy nhớ điều quan trọng, cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công là sự khác biệt trong những thói quen của họ. Em đọc vậy rất là tốt, nhưng mà có vài điều là em đọc nhanh quá, em không có nhắn nè. Ví dụ như là cái câu mà hãy nhớ điều quan trọng, giống như là em đang tưởng tượng, em đang vỗ vai, em đang đối với người bạn, em nhắc nhở người bạn nó nhớ. Hãy nhớ điều quan trọng, nhắn lên ship, làm lại 1, 2, 3. Hãy nhớ điều quan trọng, cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công là sự khác biệt trong những thói quen của họ. Chữ khác biệt, ví dụ như trong một câu nói á, có chỗ nào mà em nghĩ là linh hồn của câu đó là em nhắn lên nha. Cái khác biệt, khác biệt là cái quan trọng nhất ha. Rồi ok, là mỗi ngày á là em dở tờ kinh ra, em đọc xong em ghi âm, em gửi file đó qua cho anh ha, rồi cái anh sẽ chỉnh dần dần cho em ha. Khi mà đưa Trang về đọc lại Bình Dương á, thì Phú cũng như các bạn trong ekip là không chỉ muốn nhờ bác sĩ phẫu thuật cho Trang đâu, mà thực sự từ thẳm sâu trong tâm lòng của nhóm Phú là muốn là giống như giờ là chữa lành cho Trang vậy. Bởi vì như các bạn biết là từ xưa tới giờ do cái vòng ba quá lớn nên là Trang rất là buồn và trốn tránh mọi người, suốt ngày là ở trong cái căn nhà hộp hẹp của mình. Phú muốn là Trang đi khắp nơi giao lưu để tự tin hơn, tự mình xây dựng một cái sự nghiệp cho mình. Và nhóm Phú không chỉ muốn là phẫu thuật mà còn muốn là thay đổi cuộc đời của Trang. Vì vậy em phải cố gắng lên nha. Mọi người ở đây không chỉ anh rồi Loan rồi Vinh rồi Khánh chờ đợi em đâu, mà khán giả hàng triệu người cũng mong chờ một sự lột xác của em. Ok không? Ok. Rồi, cố gắng không? Dạ có. Yeah. Là yeah, là yeah, nó mạnh lắm. Yeah.